À, xin chào anh em nhé, chào anh em đã quay lại kênh của mình nha anh em. Di động Hữu Phúc ha, xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 nha. Quy định mua máy thì cũng xin nhắc lại tên đầu clip luôn. Anh em vui lòng cặp trước cái càng Viettel 50k cho những máy mà dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100 ngàn Viettel. Mình chỉ nhận cặp càng Viettel thôi nha anh em. Anh em nào chịu khoản thanh luôn á, nguyên cái máy luôn. Tùy thí dụ cái máy 3 triệu anh em chuyển thanh luôn thì mình sẽ bao ship cho anh em nha. Thì mình bán cũng lâu rồi. Đó, thì quy định mua máy của mình thì mình có hay đọc là trong đầu clip thì anh em mua cứ coi trước clip á để mình biết được quy định mua máy thì mình đặt hàng nó nhanh hơn nha anh em. Rồi mình này ship code toàn quốc, nếu anh em không chịu khoản thanh thì cứ ship code toàn quốc, anh em cứ nơi kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền shipper nha anh em. Rồi mình xin giới thiệu hàng máy hôm nay cho anh em nha. Đây có vài con máy có nha anh em. Giới thiệu anh em đầu tiên con Intel này. Con này A46 nha. Con này con Intel A46. Cấu hình thấp nha anh em, không có cao ha. Con này máy riêng đẹp này. Kính đẹp mà lưng còn ok nha. Màn hình 5.45. RAM 2 16 nha anh em, pin 2400. Đó. Cảm ứng rất là mượt mà nha. Máy riêng nguyên nha anh em. Xài ok ha, RAM 2 16GB. Con này để anh em giá 890.000 nha. 890k. Một con duy nhất ha. Anh em nào mà không lấy nhà mình có sạc rồi anh em thì khỏi lấy sạc nha, trừ anh em 50k. Mình sẽ trừ lại cho anh em 50.000. Rồi anh em nào mà lấy nguyên máy luôn hết đủ hết thì 890 nha. Anh em nào mà có sạc thì trừ lại 50. Đó. Thì anh em nào có sạc thì trừ ra nó rẻ được tí. Đấy nha anh em. Cọc trước 50.000 là mình ship. Tiếp theo là con Oppo Neo 7 này anh em. Neo 7 nha. Máy con này là máy riêng đẹp nha. Bán nội địa nha anh em nên là RAM 2GB nha. Neo 7 thường là RAM 1 bộ nhớ 16 nhưng mà con này RAM 2 16 nha anh em. Neo 7 ha, màn hình 5 inch. Pin 2420, nói chung máy còn rất là đẹp. Kính đại giá cường lực cho anh em rồi. Tất cả máy bán ra đa số mình đều dán cường lực cho anh em hết, trừ trường hợp những máy nào mà không có khó quá thì mình không dán nha. Còn đa số là mình sẽ dán cường lực cho anh em để anh em khỏi tốn tiền dán cường lực nữa nha anh em. Còn sạc thì mình kèm theo luôn. Anh em nào mà không lấy sạc thì mình trừ ra 50k, tính trên tổng thể máy mình báo giá nha. Con này là Oppo Neo 7, bán nội địa nè, là RAM 2 nè anh em. RAM 2 16 nha. Đó, máy còn đẹp tầm 97-98 nha. Con này để anh em giá 850 nha anh em. 850k. Tiếp theo là một con Realme C12. Realme C thì anh em biết rồi, pin khủng nha, pin 6000. Xài rất là trâu bò anh em. Pin 6000 nha. Con này là màn hình 6.52, RAM 332, pin 6000. Máy cầm cũng rất là chắc tay. Pin trâu. Con này kính đẹp keng luôn nha. Còn miếng dán garanti này chưa lột nha anh em. Lột miếng dán này ra thì bao anh em không xước nha. Máy riêng nguyên. Đây này, Realme C12 nha anh em. RAM 332. Đó, pin 6000 anh em, cực trâu bò. Con này mình nghĩ nhiều anh em rất là thích nè. Đó, cấu hình Wi-Fi các kiểu rất là mạnh nha. Máy full chức năng, nguyên riêng. Dòng này mới ra thì anh em yên tâm. Đó, máy rất là đẹp. Lưng sau của con keng nha anh em. Con này ra đi cho anh em giá 2 triệu 3 nha. 2 triệu 3 anh em, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là một con J710 thay vỏ mới nha anh em. Đó, vỏ mới keng xà beng luôn rồi, không có xước luôn. J710 màn hình 5.5 nha anh em. RAM 2 16, pin 3300. Đó. Vỏ 1V. À, con này màn ring nha. Màn ring nha anh em. Vỏ thì mới keng luôn. Màn đẹp. Không ám ố nha. Màn đẹp keng sàn luôn. Chức năng full ha. J710. Màn ring cực đẹp luôn. Kính lông mèo, lông chuột nhẹ thôi nha anh em, không có lông mèo nha. Và còn lông chuột cực nhẹ. Đây, đó. Máy rất là đẹp. Lông chuột một hai cộng như nhẹ thôi, không có nhiều. Tổng thể rồi keng xà beng luôn á. Con này để anh em giá 1390. 1390 nha, máy cực đẹp nha anh em. Kèm sạc dán cường lực cho anh em đầy đủ. Tiếp theo là một con Ryzen 5 Dream màu hồng nha anh em, Ryzen 5 Dream màn hình 5 inch, RAM 2 16 nha. Pin con này là 2400. Đó, máy thì ngoại hình còn đẹp tầm 97 thôi. Ryzen 5 Dream RAM 2 16. Sườn đẹp. Vỏ cũng không có cắn mốp gì máy nha anh em, còn ok ha. Đó. Con này để anh em giá 1 triệu 1 nha, 1 triệu 1.
Oppo Neo 7 này anh em. A37 nhá, Neo 9 ha, Oppo Neo 9. A37 thay vào mới kem. Đó. Màn hình 5 inch nha anh em, RAM 216 ha, pin 2420. Đó. Máy full chức năng nha. Con nào lỗi thì mình báo. Còn đa số mình không có nói lỗi á thì là chức năng full nha anh em nha. A37 RAM 216GB. Con này đến em giá 1.050.000, 1050. Có sạc, có giá ngược lực luôn. Anh em không có sạc thì trừ ra 50.000. Tính em triệu tròn. Tiếp theo là con Ri 2 rim. Con này là Ri 2 rim nha anh em. Màn hình là 5 inch nha. RAM 1.5 bộ nhớ 8, pin 2.6, máy thay vò mới kem. Đó. Chức năng full nha. Đó, rất là đẹp. G532. Máy đẹp keng xà beng luôn. Con này để anh em giá 690.000. 690k anh em. Nói chung là quá mềm mấy con này, anh em không thấy lá sạc thì còn có 640 thôi. Một con A3S xá cho anh em này, anh em nào thích này, con này thu, mình thu rẻ mình sẽ bán rẻ cho anh em ha. Con này thu rẻ thì chia lại rẻ cho anh em xài. Vỏ sale có xuất sắc nha, A3S máy ring. Kính thì có lông mèo nhẹ nha. Đó. Kính lông mèo nhẹ. Máy thì ngoại hình là như clip mình quay nha. Anh em cứ coi kỹ clip trước khi đặt hàng nha anh em, cho đỡ phải bị lộn máy nha. Với lại cũng rõ ràng, khỏi phải chụp đi chụp lại. Đó. Máy thì xuất sắc, clip như mình quay ha. Màn hình 6.2, RAM 216, pin con này là 4230. Còn pin không biết. Để bật nguồn lên cho anh em xem nha, chờ tí nha anh em. Màn sáng đẹp nha anh em. Đó, màn rất ok. A3S. Đó, màn hình rất là ok nha. Máy riêng nguyên nha anh em, chưa thay thế gì hết nha. RAM 216 này. Con này để em giá 1490. 1490 nha. Kèm sạc dán kính, anh em là không lấy sạc trừ 50.000. Có dán cái lực cho anh em luôn. Đầy đủ ha. Đó, 1490 thôi, giá cực mềm. Tiếp theo là một con Eri anh em, V40 Thiên Quy. Con này là V40 Thiên Quy máy bản hàng hay sao á, một sim thôi. Con này RAM 664 nha, màn hình 6.4, pin 3.5. Pin 3.3, sorry anh em, pin 3.3. Đó, vỏ đẹp nha. Vỏ đẹp, kính cũng ok anh em, kính đẹp ha. Đó, màn hình sắc nét. Con này chip Snapdragon 845 cho game cực mạnh luôn. Những anh em nào mà game thú thì quất con này về là bao luôn. Bao game. Đó, máy rất đã nha. Chạy mượt mà. Hệ thống này. Bộ nhớ. 64GB nha anh em. Đây là RAM đó. RAM 6. RAM 6GB. Bộ nhớ 64. Đó, nói chung là máy hiển thị sắc nét nha anh em. V40 Thiên Quy, con này đến em giá 3.3 triệu, kèm sạc dán kính nha, 3.3 triệu. Và có một con Ri 320 thay vò mới này nè, Ri 320 nha. Đó. Mấy người hình là keng xà beng luôn, thay vò mới kính đẹp ha, màn ring nha nè, con này màn ring. Đó. Màn ring đẹp không ám ố nha, màn ring đẹp sáng rất sắc nét. Màn ring mấy con này giờ còn hiếm lắm. Đó, màn cực đẹp ha. Chức năng này hoạt động ok nha, không lỗi nha. Đầy đủ chức năng, anh em về bỏ sim vô là xài thôi. Máy Việt Nam 2 sim. Mình chỉ thay cái vỏ mới thôi. Đó. Thay cái vỏ thì như bóc hộp luôn, cái sạc bén màu gold. Con này màn hình 5 inch, RAM 1.5 bộ nhớ 8 nha, pin 2006. Để đem giá 890.000 thôi. 890k, kèm sạc dán kính luôn. 890k. Tiếp theo là con iPhone 6S 32GB, pin 100. Máy đẹp tầm 98 nha. 6S. Máy đẹp tầm 98. Đó. 98 là mình hơi khiêm tốn chứ con này phải 99 nha. Này, kính không hết sức. Máy cực đẹp. Mọi chức năng hoạt động ok nha. 6S 32GB. Full quốc tế. Anh em reset thoải mái ha. Vân tay vân chân đầy đủ nha. Không lỗi nha anh em. Đây, vân tay này. Đó. Máy thì 32GB. Chức năng ok. Loa bọng
ngon hết, mấy riêng nguyên nha, chưa đụng chạm nha. Con này đến em 2490 thôi, 2490 sạc kính đầy đủ, sạc nhám đầy đủ ha. Tiếp theo là con Samsung A30 máy riêng, con này bán RAM 464 nha anh em. Đây này, vỏ còn đẹp nha, xước xác nhị thôi. Đây, đang cập nhật rồi, đang cập nhật. Còn guarantee còn dán không, kính đẹp keng không xước nha. Con này RAM 464 màn hình 6 inch 4, pin 4000. Con này để anh em giá của nó là 2.900.000 nha, RAM 4 nha anh em, 2.900.000 nha, kèm sạc dán kính ha. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A610 bản hàng, màu xám lông chuột, RAM 332 màn hình 5 inch 6, pin 3000, máy ngoại hình còn đẹp tầm 97 thôi. Vỏ nó có xước xước gì vậy, kính đẹp nha, đặc biệt kính keng, máy nguyên riêng, màn riêng, vỏ riêng. Hàng thì nguyên riêng một sim nha anh em, mình chưa có lên hai sim nha. Đó, chức năng ok hết ha. A6, con này để anh em giá 1750. Một con Samsung A20s 6.5 inch nha anh em, RAM 332, pin 4000. Con này vỏ còn ok nha, vỏ ok, nếp sau hình như thay mới này, sườn là thay mới cho anh em này, màn riêng nha. Đó, chức năng ok luôn. RAM 332 nha anh em, A20s ha, pin gì cũng được, 4000 xài cũng ok, cái dòng A20s này xài cũng được. Đó, để anh em giá 2.500.000 nha, 2.500.000 nha anh em, kèm sạc dán kính nha. Máy nói chung là đẹp keng rồi, lắp sau thay mới rồi, như vậy mới luôn. Tiếp theo là con 8 lút riêng anh em, 8 lút 64 GB, màu đen ha, máy đẹp keng sạc đen luôn nha. Máy này khỏi phải bàn anh em. Đây, kính lưng rất là đẹp nha, kính lưng cóp lưng cho anh em luôn nè. Máy cực đẹp 64 GB, máy full quang tay, quang tay quang chân nha, quốc tế nha anh em, bỏ sim mình là xài nha. 64 GB cho anh em reset thoải mái. Mấy con này thì bao anh em reset thoải mái thôi, nó không có phải là mấy lóc liếc gì hết ha. 8 lốt riêng đẹp giá 6.3 triệu, một cây duy nhất 6.3 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính đầy đủ. Samsung M20 máy riêng nguyên, là vỏ sale đánh giá đẹp tầm 98, không thua nha. Kính xước nhẹ thôi, 1-2 cộng lông chuột, màn hình 6 inch 3, RAM 332, pin 5000. Đó, máy cực đẹp nha anh em, RAM 332, pin 5000 nha, máy riêng nguyên Samsung M20 pin 5000. Anh em nào mà thích dòng pin trâu thì con này là quá ok với dòng Samsung. Rồi, con M20 để anh em giá 2.3 triệu, kèm sạc dán kính nha, 2.3 nha anh em. Tiếp theo là con A51 Samsung, màu đen, máy mới tầm 98-99 luôn anh em. A51 này kính đẹp keng luôn, gần như không xước nha, RAM 6 và nhớ 128 nha, màn hình 6 inch 5, pin thì 4000, máy đẹp tầm 98 thôi, 99 cận 99 luôn. Chức năng thì khỏi phải bàn con này rồi, nguyên riêng keng xà beng luôn. A51 để anh em giá 4.3 triệu nha, 4.3 triệu nha anh em, một con duy nhất. Tiếp theo là con Oppo A9 2020, màn hình 6 inch 5 ha, RAM 8 bộ nhớ 128 anh em, pin 5000 nha. Đó, máy thì dán người lực rồi, đẹp keng nha, tầm 98. Đó, Oppo A9 2020 anh em, máy cực đẹp luôn, nguyên riêng, con này chưa đụng chạm hết ha, RAM 8 bộ nhớ 128 này, trâu bò đấy, chức năng rất là khủng, đầy đủ nha, ok ha. Con này ra đi anh em giá 37 nha, 3.700.000, kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây, thân ái chào anh em nha, anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào anh em, hẹn anh em ở clip ngày mai.